nhà không làm ơn cho tôi hỏi. Chị ơi. Chờ chút. Dạ. Dạ chào chị. Dạ. Ờ, cô hay hỏi ai ạ? Làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cô Lâm Ánh Xuân, con ông bà Đốc Phủ không à? Dạ không, đây là nhà của ông Trạng Sư Toàn. Không, đây là nhà của ông bà Đốc Phủ mà. Dạ, vậy chắc cô hay hỏi ông chủ cũ, chứ nhà đã bán cho ông chủ tôi 7-8 năm nay rồi. Vậy chị làm ơn cho tôi hỏi là có biết họ dọn đi đâu không ạ? Dạ tôi không biết à. Dạ cảm ơn chị. Không có chi. Má để tiền trên bàn á, thiếu thì vô tủ lấy, đói á thì ra chợ mua đồ ăn. Nhớ cẩn thận, mắc công quả quạng cháy nhà nghe chưa. Má, giờ con đi với. Má đi lo chuyện người lớn, con đi theo làm chi. Cái con này thiệt tình. Dạ chào chị. Chào cô. Cô cứ lựa đi cô. Dạy này bao nhiêu tiền một thước vậy? Dạy này 1 đồng 2 cắt một thước ạ. Lấy cho tôi 3 thước nha. Dạ. Chị, làm ơn cho tôi hỏi, tiệm dạy này của ông chủ Kim Phan, con rể của ông bà Đốc Phủ đúng không? Dạ đúng đó. Nhưng mà sau khi cha má vợ của ông chết, còn vợ của ông thì cũng bệnh rề rề miết à. Rồi cái ông bán cái tiệm giải này lại, rồi cái ông đưa vợ ông đi tìm thầy giỏi để chữa bệnh. Nhưng mà nói thiệt với cô nghe, thấy chồng của người ta thương vợ thấy mà ham vậy đó, còn không biết chồng mình á tới khi nào mới được như người ta nữa. Chị có biết ông dọn đi đâu không vậy? Tôi không biết nữa, mà tôi nghe nói dọn đâu lên Sài Gòn, còn có người nói là dọn đâu lên Đà Lạt để điều dưỡng gì đó cô. Ủa mà cô là ai mà cô quen với ổng vậy? Dạ không có đâu. Tại tôi nghe đây là tiệm vải lớn nhất Cần Thơ nên tôi ghé coi thôi à. Dạ. Dạ cho tôi gửi tiền. Dạ tôi cảm ơn cô nghe. Hôm nào nhớ ghé ủng hộ tiệm nghe. Dạ. Dạ.